Và xin chào mọi người, và xin chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Và ở video trước thì mình có làm một cái video review về chiếc xe mới của mình. Và nếu như các bạn chưa xem, có thể bấm vào phần chữ Y ở bên tay trái hoặc tay phải của cái màn hình này để có thể xem thêm những cái video trước của mình. Và nếu như đây là đầu các bạn đến với channel của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đạt. Mình làm video về thời trang và tất tập những cái điều có ích mà mình muốn làm để chia sẻ với mọi người. Và nếu như các bạn nào chưa bấm vào subscribe thì có thể bấm vào nút subscribe bên phía dưới. Và ngoài ra bên cạnh nút subscribe thì có thêm một cái dấu chuông, các bạn có thể bấm vào đó để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Bởi vì là mình thường là up những cái video nó rất là bổ ích cho mọi người thôi. Và như các bạn đã đọc tiêu đề thì ở cái video lần này mình sẽ review như là unboxing cho mọi người hai cái món sản phẩm của cái hãng local brand thực sự là hoàn toàn mới. Và mình thấy là cái local brand này nó thực sự là rất là biết cách lắng nghe người dùng và luôn luôn cải tiến cái chất lượng cái sản phẩm của họ. Và không nói nhiều với các bạn nữa, đó chính là hãng Hydrod này. Và thì đây là một cái hãng local brand, nó thực sự rất là mới. Và hai cái sản phẩm đầu tiên của hãng Hydrod này là bao gồm là hai chiếc áo t-shirt, một cái là cái màu kem, một cái là màu đen. Thì bây giờ mình sẽ unboxing cho mọi người qua về cái chiếc t-shirt màu đen của Hydrod này. Và theo như mình tìm hiểu thì đây chính là một cái áo t-shirt màu đen, một cái áo t-shirt đầu tiên, một cái áo signature của hãng Hydrod này. Và khi mua thì các bạn sẽ được đựng ở trong một cái túi zip bag như này. Và nó cũng không có quá là nhiều những cái sự cầu kỳ ở trên cái túi này đâu. Và có một điều mà Hydrod có thể làm nếu như mà được là hãy in tên của mình lên cái túi zipper bag này, hoặc là ghi tên những cái thông tin info như kiểu như là Facebook này hoặc là Instagram, để có thể mọi người có thể cầm vào túi này thì nó sẽ nhìn trông nó một cách thì nó đặc biệt hơn. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái sản phẩm này ra cho các bạn xem. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình cầm vào chiếc áo Hydrod màu đen này thì mình có cảm giác như là đây là một cái áo thực sự là nó rất là hoàn hảo. Các bạn có thể thấy là cái chất vải của nó nhá. Cái chất vải của nó thì được làm hoàn toàn bằng 100% là cotton. Cho nên là khi mà các bạn mặc lên ấy thì thực sự là cotton mà. Nó sẽ thực sự rất là thấm mồ hôi và nó có một cái độ co giãn nhất định của sản phẩm. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái áo form, áo là oversize. Các bạn có thể thấy là cái chiều dài của áo và chiều rộng của áo thì nó cũng tương đối là một chiếc áo form oversize rồi. Ở hai phần bên vai của nó thì cũng đều cố định được bằng những cái sợi chỉ, những cái đường chỉ nó gồ lên để cho các bạn có thể cảm nhận rõ hơn và nó tôn được phần vai của các bạn lên. Và mình dám cam đoan với cả mọi người rằng là không có một bạn nào mà không thấy cái chất vải này cả. Về cái t-shirt này thì các bạn có thể thấy nó khá là giống với cả một cái biểu tượng của một cái hình gọi là sunset. Và về thiết kế của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là ở bên ngực trái của sản phẩm thì sẽ có một cái nó gọi là một cái chữ Hydrod của sản phẩm thôi. Được cái tông màu thực sự là cái tông màu này mình rất là thích. Nó là một cái tông màu bao gồm là những tông màu của áng hôn, nên có nghĩa là tông màu của trời màu hồng khi mà các bạn ở ngoài biển. Thì nó gọi là một cái tông màu sunset. Thì đây chúng sẽ bao gồm rất là nhiều màu như là màu hồng này, màu tím này, màu xanh nước biển, màu xanh nhạt và có cả những cái màu như là màu trắng nữa. Cho nên là các bạn mặc lên thì nhìn cả các bạn sẽ rất là nổi bật. Và ở bên trong của áo thì nó sẽ có một cái tag như này, in chữ Hydrod và size ở ngay bên dưới này thôi. Nó cũng rất là đơn giản. Và ở mặt sau của sản phẩm thì nó sẽ có một cái hình rất là to ở đây. Và phải nói cả các bạn rằng là mình thực sự rất là thích cái hình này. Vì là nó khá nhất là nhìn rất là nổi bật lên được cái áo của hãng Hydrod này luôn. Và như mình đã nói rồi là cái tông màu của cái áo này là một cái tông màu áo của hoàng hôn. Cho nên là chúng ta sẽ bao gồm là những cái chữ như là màu vàng này, màu hồng này, màu tím, màu xanh nước biển, màu xanh nước biển và màu tím, màu cam, màu đỏ cam, màu đỏ kiểu neon và màu đen ở dưới. Và ở bên dưới này chúng ta sẽ có một cái hàng dừa để tượng trưng cho cái áo này là của summer. Ở bên tay phải của hình nó sẽ có một cái chữ đó là summer và autumn, nghĩa là các bạn có thể mặc được cả vào mùa thu hoặc là mùa hè. Và đây là một cái sản phẩm là the first collection, nghĩa là cái sản phẩm một cái collection mới của họ. Và đây là có thể là một cái collection đầu tiên của cái hãng Hydrod này. Ở bên trái có một cái là product by Hydrod và 2019. Thì đây có thể là một cái áo đầu tiên, một cái áo signature của Hydrod này. Và để nói kỹ hơn về cái chất liệu in của cái áo t-shirt Hydrod này thì mình có một cái đánh giá là cái chất liệu in này sử dụng một cái chất liệu in là chất liệu in đề can. Cho nên là khi các bạn sờ vào ấy, các bạn sẽ cảm nhận được cái hình in nó sẽ như thế nào. Và mình nghĩ là cái hình in này giặt xong thì nó sẽ hơi bị nhầu một chút, nhưng mà các bạn chỉ phơi ra, các bạn rũ như này là áo các bạn sẽ lại thẳng lại như cũ thôi. Và cái điều mà mình thực sự thích của cái áo này đó chính là cái phân hình của nó. Cái phân hình của nó các bạn có thể nhìn kỹ lại một chút và các bạn có thể thấy là những cái bước chuyển màu của cái hình này này
nó thực sự rất là rõ nét. Và giữa màu xanh này, giữa màu xanh lớp biển này, còn màu tím này và màu vàng ấy, cái lớp màu của họ làm rất là mượt, rất là xen kẽ vào nhau, chuyển luôn từ màu cam sang một cái màu hồng ấy, thì nó nhìn nó thực sự rất là bắt mắt. Và đây thì mình sẽ mặc thử cái áo Hydrod này để cho các bạn xem qua về form áo, xem nó sẽ như thế nào. Như vậy là mình cũng đã mặc xong chiếc áo t-shirt của Hydrod. Và các bạn có thể thấy là mình fit cái áo này, mình cảm thấy là cái áo form áo này đúng chuẩn một chiếc áo oversize. Và mình mặc là size L. Còn bình thường là những cái áo khác thì mình phải mặc chênh lệch size, như là size M hoặc là size XL, đối với tùy form của từng hãng. Và mình đánh giá qua là cái áo của cái hãng Hydrod này, nó là một cái áo form kiểu như là form Âu, cho nên là các bạn mặc size L là đã vừa rồi. Và mình nghĩ là cái lưu ý các bạn so size khi mà các bạn mặc áo của Hydrod này là các bạn nên giảm đi một size. Nghĩa là bình thường các bạn mặc áo bình thường là size L thì các bạn có thể mua size M hoặc là size, nếu như muốn rộng hơn một chút có thể mặc size L. Nhưng mà mình khuyên là các bạn nên giảm lên một size vì nó là size Âu. Và các bạn thấy là phần vai này cũng như là phần tay của mình mặc lên cũng rất là vừa thôi. Bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem cái mặt sau của cái áo này, khi mà các bạn mặc lên nó sẽ đẹp như thế nào. Thực ra là mình thấy là mình mặc cái áo của Hydrod này nó rất là đẹp, cho nên là mình sẽ mặc nó để tiếp tục quay video luôn cho mọi người. Và cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn unboxing cho mọi người đó chính là một chiếc áo t-shirt cũng của Hydrod luôn, nhưng mà nó là một cái màu, là màu kem. Và cái đóng gói của sản phẩm này thì nó khá là giống với cả của cái áo kia thôi, nó cũng là một cái túi zipper bag bình thường. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Và mình vừa show cho các bạn xem qua về cái hình in của cái áo t-shirt màu kem này. Và về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc t-shirt Hydrod này là các bạn có thể thấy là cái màu của nó thực sự là không phải là một cái màu trắng đâu. Và khi mà các bạn xem video ấy thì các bạn có thể thấy là cái áo này nó khá là giống màu trắng, nhưng mà thực ra nó không phải là màu trắng đâu. Để mình lấy cho mọi người một cái áo màu trắng để các bạn có thể so sánh rõ hơn về chiếc áo này, xem là cái màu nó sẽ như thế nào. Và bên tay trái của mình là một chiếc áo của Core và Uniqlo, nó là một cái màu trắng hoàn toàn luôn. Còn ở bên phải là tay mình là một chiếc áo của Hydrod, các bạn có thể thấy là nó là một cái màu, là màu kem. Và về cái màu của nó, khi mà lên video này thì có thể là nó sẽ hơi cháy sáng một chút, cho nên nó sẽ ra màu trắng. Nhưng mà mình dám cam đoan với cả các bạn rằng là ở bên ngoài nó không phải là màu trắng đâu, mà nó là một cái màu kiểu như là màu kem. Và về cái chất vải của cái áo này thì mình thấy là nó vẫn khá giống với cả cái áo kia thôi, là 100% là cốt tông. Nhưng mà tuy nhiên là mình thấy là cái độ co giãn của nó không được nhiều nữa, mà nó đổi lại là cái chất vải nó mỏng hơn một chút. Cho nên là các bạn mặc lên thì sẽ yên tâm, vẫn rất là mát. Bằng một cái lớp ở bên cổ nó thì nó được dệt bằng một cái lớp chun, cho nên là các bạn mặc cái áo này các bạn cẩn thận, bởi vì là những cái lớp chun này thì thường nó sẽ bị dễ bị rão ra cổ. Nhưng mà nếu như mà các bạn mặc giữ, các bạn không rằng cổ như này này, thì nó không hề bị rã cổ đâu, cho nên là các bạn hãy yên tâm về cái vấn đề này. Và ở thiết kế của sản phẩm là ở mặt trước nó sẽ được in một cái chữ là Hydrod ở ngay trước ngực của các bạn thôi. Và mình thấy là một cái điều rất là hay của Hydrod là họ luôn mang cái signature của họ lên những cái chiếc áo như này, để các bạn có thể nhìn vào là nhận biết được luôn là cái áo này là của Hydrod. Và cái chất liệu in này thì là 100% bằng tay, nó khá giống với cả chất liệu in là in lưới. Và về cái thiết kế của sản phẩm thì ở đằng sau của nó sẽ được in một cái chữ logo, một cái logo có chữ H. Thì H ở đây là biểu tượng cho Hydrod mà, cho nên là họ làm luôn một cái signature, một cái logo rất là to ở đằng sau như này. Và về thiết kế của cái logo này thì các bạn có thể thấy là họ làm ra trông thực sự rất là rõ nét, đúng không? Ở đây thì nó sẽ có một cái chữ H đang được bốc cháy những cái lửa như này, là gọi là một cái điểm nhấn của cái áo t-shirt này luôn. Nó sẽ làm nổi hoàn toàn lên cái áo của các bạn này bởi những cái điểm lửa đỏ vàng như này. Và ở đằng sau sẽ là một cái chữ logo trắng, ở bên sau là một chữ logo trắng cùng với cả những cái viền đen và cái những cái màu xám ở đằng sau cái hình lửa này, không gì khác là nó treo những cái tầng lớp khói. Và cái chữ dưới bên dưới nữa nó chính là những cái chữ, cái phông chữ này thì mình thấy nó hơi khó đọc một chút, cho nên là như các bạn là có thể tinh mắt thì các bạn có thể dịch giúp mình, và các bạn có thể bình luận ở bên phía dưới để cho mình biết được là cái chữ dưới của cái này là gì. Và mình chỉ nhìn thấy những cái từ đó đơn giản như là product by Hydrod và cùng với cả chữ 2019 ở đây. Về cái chất liệu in của cái áo này thì mình thấy là nó là một cái chất liệu in mà các bạn sờ vào thì sẽ cảm thấy là nó khá là thô ráp. Và một cái điều mà mình vừa mới phát hiện ra ở trên chiếc áo Hydrod này là ở bên trong bên trái của cái áo các bạn sẽ có một cái tag nhỏ ghi chữ là Hydrod ở đây, cùng với ở bên dưới là một mà là Made in Việt Nam, và cùng với cả những cái recommend là hãng muốn gửi cho các bạn về, các bạn có thể giữ áo này được bền hơn. Và về cái form áo của cái áo màu kem này thì mình mặc lên thì mình thấy là nó cũng khá là thoải mái thôi. Các bạn có thể một cái phần vai dài vừa đủ, không quá dài đến tận khuỷu tay, hay là khi mà các bạn làm việc thì nó sẽ thành một cái áo tay lửng rồi. Và một cái điều mà mình muốn nhắn nhủ tới Hydrod trong thời gian tới đấy, nhưng mà họ có phát triển thêm những cái sản phẩm của họ thì họ hãy làm thêm những cái sản phẩm cho mùa đông. Và một cái điều mà mình muốn nhắn nhủ với Hydrod là nếu như trong thời gian tới
họ có ra những cái sản phẩm nữa thì họ nên làm những cái sản phẩm về mùa đông, và để mình cũng như là các bạn có thể có thêm cơ hội để trải nghiệm thêm những cái sản phẩm. Và vì một cái hãng local brand mới như này mà mình thấy là cái chất lượng cũng như là cái giá thành mà họ đem tới mọi người thì thực sự rất là tốt, và mình recommend mọi người là nên thử những cái sản phẩm của Hyrot, bởi vì là thực sự là nó sẽ không thừa đâu. Và chi tiết của cái Hyrot này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về Hyrot. Và nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực với những video tiếp theo.